Vâng, xin chào chị. Hôm nay là nhà em có một cây đai châu màu đỏ rất sáng. Đúng hình của nó thì thân lá này thì nó là cái đỏ đúng. Nhưng cây này nó lại nở ra một cây màu đỏ tuyền, rất đẹp. Màu đỏ này nếu như mà với những cái người chơi lâu năm ấy, thì người ta biết rằng cái cây màu này nó gọi là màu đỏ sóc pháo. Nó màu tím đỏ nhưng rất là tươi. Màu đỏ nó sáng màu chứ nó không bị tối màu như là những cái màu đỏ khác. Thì với những cái cây đai châu màu đỏ ấy, thì để mà đi chọn được một những cái cây đai châu đỏ thì sẽ rất khó. Bởi vì đai châu đỏ thường nó có một cái bộ thân lá thì cổ nó có vệt đỏ cơ, chứ nó không giống với cả cái cây này. Như cây này thì nó là cái cây mà cổ nó là màu chấm. Nó chỉ có chấm thôi chứ nó không có vệt. Vệt đỏ ở đỉnh ngọn này. Thường là những cái cây mà nó có vệt đỏ ấy, thì nó sẽ là màu đỏ. Nhưng mà mấy năm trở lại đây ấy, thì những cái cây Thái Lan du nhập về Việt Nam rất nhiều, được nhập về rất là nhiều mà nhiều cây nó thân lá nó giờ nó thay đổi rất là nhiều rồi, nó không giống như những năm đầu cách đây khoảng tầm độ 7-8 năm. Thì ví dụ như cách 7-8 năm thì những cái cây đỏ ấy thì là cổ cây nào nó cũng phải có vệt đỏ thì nó mới ra hoa đỏ được. Nhưng còn mấy năm gần đây trở lại đây thì nó không còn cái định nghĩa đấy nữa. Nhiều cây là cổ nó có cả một cái vệt đỏ to đùng ở trên đỉnh ngọn này luôn, có mấy lá trên cùng này. Nhưng bây giờ nó không nở, không phải đỏ, có cây nó nở ra chỉ là trắng tím thôi. Bởi vì những Thái Lan khi mà người ta nhân mô ra ấy, thì người ta cứ nhân thôi, chứ người ta cũng không quy định về thân lá. Với cả nữa là do cách sinh trưởng và phát triển nuôi trồng của từng cây. Thế nên là có những cây là nó vẫn theo cái quy luật là đỏ nhiều thì sẽ là đỏ, mà đỏ ít thì là chấm, hoặc là trắng tím, hoặc là trắng tuyền, hoặc là màu cam, hoặc là một cái màu nào đó, một màu mới, màu tím nhạt, xanh, nói chung rất là nhiều màu, hồng, cam, vàng các loại. Nhưng bây giờ thì nó không còn những cái gọi là chủ đạo chính như vậy nữa. Nên là đi mua cây mà muốn mua một cây đỏ đẹp mà nhìn qua thân lá sẽ rất là khó. Thế nên là nên chọn những cái cây mà nó có những cái yếu tố lớn nhất để có thể đạt được một cái cây hoa đẹp. Đó chính là lá ngắn, cổ to. Và thường thì như em nó có một cái nhận định đó là lá nó khuyết nhiều tí thì bông hoa nó sẽ tròn, khuyết ở đầu lá như này. Nhưng mà nó cũng tùy cây, nó không phải xác suất, nó không phải là cây nào nó khuyết thì nó đẹp. Bởi vì có những cây nó không khuyết thì nó không đẹp, nó cũng như kiểu là cái cổ của nó thôi, cổ lá cái thân này nó có phớt hay không phớt đỏ thôi. Nhưng đa phần nó là như vậy. Nó vẫn có những yếu tố để mình có thể mua được những cây lan đẹp, hoa đẹp. Thì khi mà mình chọn với những cái cây mà cùng nhau mà giá tiền bằng nhau ấy thì nên chọn những cây như vậy thì nó có khả năng xác suất để ra hoa đẹp nó cao hơn. Những cây này của em thế thôi, cây này thân lá nó cũng bình thường. Nhưng mà lá thì nó ngắn, nó dày và nó cổ nó rất là to so với cái thân lá. Cổ to không có nghĩa là cứ gọi là cổ to thì sẽ là hoa to, nhưng cái cổ với cái lá thì tỷ lệ đi nó cân đối ấy, nhìn nó cứng cáp cây. Mà cần hoa thì nó chia bông nó sẽ rất là chặt, không bị thưa hoa. Và thường thì những cánh hoa nó rất là dày, cánh hoa dày và cánh hoa nó rất là tròn. Ví dụ như cây này, như cái bông này chẳng hạn này. Đấy, nhìn thì nó rất là tròn, trông rất là xinh. Nó nở hết cả một chùm rồi nhưng nó vẫn tròn như vậy. Bởi vì nó không bị phá bông như là những cái cây đai châu mà mình hay gặp nhất, đó là cây đai châu rừng. Cái đai châu rừng thì là cây nào thì là nó cũng cánh nó cũng nhỏ, khi mà nó nở nó rất là nhanh tàn, cánh nhỏ và mỏng. Còn những cái cây mình chọn ở thân lá như này thì cánh hoa dày và tròn. Thì cánh hoa dày thì nó cũng đồng nghĩa với việc là hoa nó sẽ bền hơn thôi. Còn cánh hoa mỏng thì nó nhanh tàn, mà khi tưới nước thì càng mỏng càng nhanh tàn. Để ngoài trời cũng vậy. Để ngoài trời thì nhiều khi là nó cũng sẽ bền hơn là mình để cho hoa rất là nhiều. Nhưng mà để ngoài trời ấy thì nó có một cái yếu tố là nó được cái môi trường thì nó lại dính cái nước tưới vào cái hoa ấy, thì nó nhanh tản. Còn để ngoài mà được cái môi trường mà không bị tưới nước của hoa ấy, hoa giữ được ấy, thì một cái bông đai châu này họ độ bền hoa nó phải lên tầm độ 1,5 tháng. Với cái điều kiện là ở ngoài Bắc sẽ lạnh như bây giờ. Đấy, còn thì em sẽ nói đến vấn đề là chọn được một cây. Tiếp theo em sẽ nói đến vấn đề là chọn một cây đai châu đỏ. Một cây đai châu đỏ làm sao để chọn một cái đẹp. Thì trước hết là muốn chọn một cây đai châu đỏ đẹp thì mình phải chọn được màu đã. Chọn được màu thì với thân lá của những cái cây đai châu hoa đỏ thường là nó sẽ có vệt đỏ ở cổ lá sát đây. Cổ lá sát của những cái đầu ngọn này thì nó sẽ có vệt đỏ cơ, chứ nó không chấm như cái này đâu. Chấm như cái này thì nó thành đỏ đố mất. Hoặc là với thân lá này rất dễ nhầm thành cây trắng tím. Thường nó có vệt như vậy. Và cái thứ hai là cái dòng đỏ, hoa đỏ tuyền thì lá nó thường nó sẽ nhỏ, chứ nó không được to. Nó không to so với là cây đai châu trắng, cây đai châu đỏ đốm. Trắng là to nhất. Dòng thân lá trắng là lá to dày nhất. Và nếu chơi thân lá thì nó đẹp nhất. Xong thì đến là đỏ đốm. Xong mới đến là các màu khác. Màu trắng thì nó thân lá đầu tiên rồi. Nhưng còn với dòng đỏ này thì thân lá thì nó giống cái sâm xem cây cam. Lá nhỏ. Và nó cũng có những yếu tố của cây đỏ phụ thuộc nhiều. Đó chính là thân nó rất là tím. Hoặc là nó có những khắc này này. Hoặc là những cái chấm tím rất là lớn. Nhiều. Càng nhiều chấm thì là nó sẽ khả năng ra đỏ nhiều hơn. Nó phụ thuộc vào cái thân lá luôn đấy. Thân lá mà sạch thì là màu trắng. Thân lá chấm nhiều hoặc là đỏ nhiều ấy thì là màu đỏ. Hoặc là chấm ít thì là trắng tím hoặc là đỏ đốm. Đầu rễ của nó thì với những cái đỏ tuyền này thì thường đầu rễ sẽ đỏ chót luôn. Đỏ như bông hoa của nó. Thì nó mới ra được cái cây đỏ như này. Còn nếu như mà rễ mà xanh thì không ra được màu đỏ này. Hoặc là rễ mà màu nhạt thì nó sẽ rất khó để ra là một cây đỏ. Thế nên là anh chị đi mua là cần, nếu như mua với cái mùa mà nó đang sinh trưởng không hoa ấy, thì cứ chọn cái cây nào cổ nhiều đỏ. Chọn bộ rễ nó có những cái đầu rễ như này, đầu rễ này. Đấy, đầu rễ này, đầu rễ như mùa này nó hết phát triển rồi, đang có hoa không phát triển. Thì nó thường nó sẽ màu đỏ. 90% là nó màu đỏ. Còn lại thì là nó không có, hoặc là màu tím thôi, đỏ tím thôi, chứ còn thì nó cũng màu xanh thì nó không ra là màu đỏ này. Và những cái cây đai châu màu, ví dụ màu ấy, thì là nó chỉ có là hàng công nghiệp. Bây giờ để mà có mà người ta cứ bảo là mua cái gốc của cây của Đài Loan, hoặc là thường thì là Việt Nam mình hay nhập khẩu của Đài Loan với Thái Lan là chủ yếu với những dòng phong lan. Thì để mà có một cái cây đai châu, một cái đai châu đỏ Đài Loan thì rất là khó. Bởi vì Đài Loan ít khi xuất khẩu sang Việt Nam, mà có xuất khẩu thì cũng là hàng loại, còn đâu xuất đi châu hết rồi. Thì chủ yếu là nhập khẩu từ bên Thái Lan. Nhưng mà hàng Thái Lan thì nó đa dạng mặt bông, nó đẹp. Nó cũng rất là đẹp. Nó cũng có khi hơn cả là hàng Đài Loan như bao năm em thấy. Nhưng mà người ta vẫn mang tiếng là hàng Đài Loan thì nó chất lượng tốt hơn, nhưng không phải thế. Phong lan không cần phải là hàng Đài Loan. Hàng Thái Lan cũng rất là tốt. Hàng Thái Lan đa dạng sắc, mặt bông, đa dạng hoa, đa dạng màu sắc. Vì nó lai lung tung mà. Nó lai lung tung thì nó đa dạng. Cây nào nó cũng đa dạng. Có cây, nhiều cây đỏ thì nó hơi trắng tí. Có cây thì nó lại đỏ đậm. Có cây đỏ đen luôn. Có cây thì nó lại đỏ tươi, có cây đỏ hồng. Đỏ cờ thì không có. Đấy, nó chỉ là tím đỏ thôi. Nhưng mà nó màu, nhiều cây nó rất là đẹp. Như những cây đây thì nó, với màu này thì người ta hay gọi là màu đỏ sắc pháo, vì đỏ là tươi. Nhưng thực ra này màu này nó cũng chưa hẳn là, nếu mà nói chuẩn thì nó cũng chưa đúng. Nhưng mà cứ đỏ, màu đỏ tươi nhìn nó đẹp thì người ta hay ví như vậy. Thì để kiếm được một cái cây đỏ sắc pháo mà đẹp thì thường là phải tuyển chọn hoa thì mới biết được. Chứ còn nếu không thì là để đi mua ngoài chợ mà không, cây không có hoa, mà với người ta bán, người ta cứ bảo đỏ sắc pháo thì thực ra để mà nở ra ấy, người ta chưa nhìn thấy mà người ta nói thế rất là khó tin. Bởi vì cây này nó không giống như những cái khác. Nó không giống như là ba cái kiểu cây dễ nhận biết nhất ở Đai Châu, đó chính là trắng, đỏ, độ trắng này, trắng tím này và đỏ. Đấy là ba màu dễ nhận biết nhất. Vì ví dụ như là ba màu đó thì nó có cái đặc điểm chung lớn nhất rồi, không thể thay đổi được. Còn những cái cây mà không phải là những cây đó thì đi chọn nó sẽ rất khó. Thì có một cái video về ba cây dễ nhận biết nhất của phong lan ấy, phong lan Đai Châu ấy, thì là có một video đấy thì anh chị có thể xem qua để tìm hiểu thêm. Còn với cái Đai Châu đỏ thì em chỉ biết phân tích như vậy thôi, chứ chưa biết phân tích như nào. Em chỉ phân tích được là nó làm nào để mình có thể phải mua một cây mà không bị nhầm, mua cây nào để chuẩn cái đấy và nó không bị nhầm sang cái khác. Nhiều người ta đi mua cây người ta mới chơi không phải biết được, thì anh chị khi mà đã xem rồi có thể chia sẻ với người ta rằng là cái cây Đai Châu này là phải nó có những yếu tố như này để thì nó mới thành một cây Đai Châu đỏ, hoặc là với những cây Đai Châu khác, thì khi mình đi mua nó không bị nhầm lẫn. Chúc anh chị tuyển chọn những cây Đai Châu đẹp, sưu tầm vào vườn và chăm sóc thật tốt. Xin chào anh chị, cảm ơn anh chị.